Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nói về nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ. Chiều ngày 9 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ, sở này đã trao đổi với các lực lượng liên quan. Theo đó, các cơ quan chức năng đánh giá ban đầu nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe tải đông lạnh bị mất thắng. Theo Sở Giao thông Vận tải, cầu Phú Mỹ được đưa vào khai thác từ năm 2009, nằm trên trục đường Vành đai 2 của thành phố, kết nối giao thông giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu. Vì vậy, khu vực này có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, trung bình khoảng 30.000 xe trên một ngày. Để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ, nhà đầu tư BOT triển khai tổ chức giao thông tại đây, cụ thể là bố trí hai làn đường sát tim cầu dành cho các loại xe ô tô lưu thông, một làn đường bên phải sát lăng can cầu sẽ tổ chức cho các loại xe hai bánh lưu thông. Tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h đối với xe ô tô tải, xe container và 60 km/h đối với ô tô con, xe ô tô khách. Cùng với đó là lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo như đi chậm, chú ý quan sát, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông, đoạn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ. Liên quan đến khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia trên cầu này, Thông tư 31/2019 của Bộ Giao thông Vận tải có quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ đã quy định rõ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các phương tiện lưu thông trên cầu Phú Mỹ không chấp hành nghiêm chỉnh quy định nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đánh giá. Từ vụ tai nạn vừa qua, để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ, trước mắt, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ tập trung duy tu, sửa chữa mặt đường cầu, đặc biệt là đoạn đường dẫn xuống cầu nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận cho các phương tiện lưu thông. Đồng thời đề nghị cơ quan thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng lưu thông không đúng tốc độ cho phép, không giữ khoảng cách an toàn theo quy định trên cầu Phú Mỹ. Về lâu dài, Sở Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu triển khai đầu tư mở rộng mặt đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy để đảm bảo khả năng thoát xe nhanh, tránh tình trạng ùn ứ giao thông trên cầu Phú Mỹ. Sau vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ, khảo sát, đánh giá lại thiết kế đầu dốc, mặt đường cầu. Ngày 8 tháng 8, tại dốc cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hàng chục ô tô va chạm mạnh. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 2 ô tô bị bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ. Sau vụ tai nạn, nhiều tài xế và người dân cho biết khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ, họ rất lo lắng bởi dốc cầu còn quá cao nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Đặc biệt, khu vực này có nhiều xe container qua lại nên khi xảy ra tai nạn thường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay một số tài xế không giữ khoảng cách an toàn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, việc đầu tiên là cần giữ khoảng cách đúng giữa các phương tiện, tuân thủ đúng tốc độ cho phép. Cạnh đó, tài xế cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực nguy hiểm, có chướng ngại vật, hạn chế tầm nhìn và cả chuyển hướng xe chạy. Tại những khu vực như cống hẹp, đập tràn, hầm chui và lên dốc cầu cũng phải cần giảm tốc độ. Liên quan đến vụ tai nạn ở khu vực cầu Phú Mỹ chiều ngày 8 tháng 8, ông Nguyễn Thành Lợi cho biết, Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề nghị cơ quan chuyên ngành, chuyên môn đảm bảo hạ tầng và tổ chức giao thông của thành phố, trong đó phải khảo sát, đánh giá lại thiết kế hạ tầng như đầu dốc, mặt đường. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức giao thông như đặt biển báo và giới hạn lại tốc độ, quy định rõ khoảng cách an toàn khi lưu thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Song song đó là lắp camera giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ. Về phương tiện, ông Lợi cho biết, rõ ràng là xe tải có hệ thống phanh và cơ cấu xăng xấu ly hợp dùng chung và phụ thuộc hoàn toàn hệ thống bơm hơi là không an toàn. Do đó, yêu cầu cơ quan chuyên môn kiến nghị việc này với các nhà sản xuất và cơ quan kiểm định. Nhóm người hùng cứu tài xế kẹt trong ô tô bị biến dạng trước khi lửa lan đến. Trong vụ tai nạn liên hoàn dưới chân cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra chiều ngày 8 tháng 8, một nhóm người đã bất chấp nguy hiểm, lao vào cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô ra ngoài. Tối ngày 8 tháng 8, một đoạn clip dài gần 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Đoạn clip này ghi lại hình ảnh một nhóm người hùng bất chấp nguy hiểm, lao vào cứu tài xế trong ô tô bị vò nát ở dốc cầu Phú Mỹ. Theo đó, trong vụ tai nạn liên hoàn 8 xe ở chân cầu Phú Mỹ, chiếc ô tô màu đen hiệu Volvo 1090 bị biến dạng và kẹt cứng trước đầu xe tải. Khi nhìn chiếc xe này, nhiều người thảng thốt nhận định không còn sự sống bên trong. Tuy nhiên, một thanh niên mặc áo công nhân đã đến kiểm tra và phát hiện tài xế vẫn còn sống. Thanh niên này vội hô hoán mọi người cùng tìm cách giải cứu. Nhiều người đã xúm lại, hợp sức đẩy chiếc ô tô màu trắng xám phía trước xe ô tô màu đen ra, nhưng không thể. Thời gian dần trôi, qua mỗi giây đồng thời với việc tài xế kẹt trong ô tô màu đen rơi càng gần vào tình thế nguy hiểm vì ngọn lửa trên xe tải đang lan nhanh tới. Nhận định tình hình, người thanh niên mặc áo công trình đã leo lên chiếc ô tô màu đen để kiểm tra, sau đó mượn cây kéo từ người đi đường để tự tay cắt kính xe. Một số người khác cũng lao tới hỗ trợ. Khi tài xế đã được mọi người kéo khỏi cabin cũng là lúc ngọn lửa bao trùm cả xe và bùng cháy dữ dội. Lúc 14 giờ 40 phút chiều ngày 8 tháng 8, ông Dũng, 35 tuổi quê tỉnh Kiên Giang, lái xe tải chạy qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi phương tiện vừa đổ dốc cầu, phân thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức thì xảy ra tai nạn liên hoàn với 7 xe khác, gồm 2 xe container và 5 ô tô loại 4 đến 7 chỗ. Trong vụ tai nạn, 2 ô tô bị xe tải kéo lê về phía trước một đoạn rồi bốc cháy dữ dội. Người dân phát hiện sự việc đã lao đến dập lửa, phá cửa cabin đưa những người bên trong ô tô ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt để dập đám cháy, nhưng 2 ô tô đã bị cháy rụi cùng xe tải bị cháy phần đầu. Theo khai báo ban đầu của tài xế, ông đang trên đường chuyển hàng từ Kiên Giang đến Nha Trang, Khánh Hòa. Khi xe tải đổ dốc cầu Phú Mỹ thì có tiếng động lạ, sau đó xe tải bất ngờ mất kiểm soát phanh, tốc độ tăng dần rồi tông liên hoàn nhiều xe phía trước. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân lao đến dập lửa, phá cửa cabin đưa những người bên trong ô tô ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt để dập đám cháy, nhưng 3 phương tiện gồm 2 ô tô bị cháy rụi cùng xe tải bị cháy phần đầu. Vụ tai nạn khiến các xe hư hỏng nặng, mảnh vỡ vụn văng khắp mặt đường. Giao thông qua cầu Phú Mỹ tê liệt, hàng nghìn phương tiện xếp kín mặt cầu theo hướng quận 7 đi thành phố Thủ Đức, kéo dài hơn 3 km. Theo Thượng tá Đoàn Văn Quế, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau tai nạn, các đơn vị liên quan đã nỗ lực hướng dẫn, phân làn, điều tiết để giảm ùn tắc giao thông qua khu vực cầu Phú Mỹ. Đến hơn 18 giờ 30 phút, hiện trường tai nạn được xử lý di dời, giao thông qua khu vực mới ổn định trở lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!